Những xứ sở độc đáo được phát hiện bởi những nhà thám hiểm kỳ lạ khoảng hơn 2.000 năm sau công nguyên. Những nguồn năng lượng dồi dào ứng với giải ngân hà số 7 được nhà tiên tri Rocadius khắc vào đá từ đầu thế kỷ thứ 5. Dù ta đi nơi bến bờ quen mà lạ, đạp lên từng cánh sóng cuộc đời, nâng ta lên qua nỗi buồn sâu thẳm, ngạo nghễ cười phiêu lãng những đêm hè, phiêu lưu nơi đất trời. Bản sắc nơi xứ sở đá cứng. Đam mê trên mọi nẻo đường. Từng lớp sóng siêu hình. Lãng mạn và nhiệt huyết. Những vì sao đêm, họ sẽ tới từ một con thuyền